Trưởng Chiến Hữu cùng quý khán thính giả, chương trình Vui Buồn Đời Lính xin tái ngộ cùng quý vị. Yến Lan xin trân trọng kính chào. Thưa quý vị, với chúng ta cũng trong cuộc chiến chống hiểm họa xâm lăng bởi làn sóng đỏ từ phương Bắc, bởi Cộng sản Hà Nội chủ trương với sự trợ giúp tối đa của khối Cộng sản quốc tế do Liên Xô, Trung Cộng cùng các nước chư hầu của chúng trong mưu đồ nhuộm đỏ toàn bộ Việt Nam rồi đến Đông Dương với ảo vọng thống trị thế giới. Miền Nam Việt Nam, tức đất nước Việt Nam Cộng Hòa là bước đầu của chúng, nên chúng ta từ dân số, vật lực, khí tài trong eo hẹp đã phải đương đầu chịu đựng dai dẳng suốt 20 năm dài. Với biết bao máu xương thân xác của các chiến sĩ quốc gia đã đổ ngã xuống, chấp nhận, hy sinh chỉ với ước vọng là bảo vệ yên lành nơi hậu tuyến, gìn giữ một đất nước tự do, dân chủ với cuộc sống xứng đáng con người. Từ cuộc chiến tự vệ đó, trên bình diện thì hầu hết mọi người chỉ biết và thấy những cái trận đánh từ du kích chiến, vận động chiến và tới những cái trận địa chiến kinh hồn do Cộng sản Hà Nội phát động, mà các quân binh chủng cùng những lực lượng vũ trang của quân lực Việt Nam phải đối đầu với bao trận đánh long trời lở đất làm chấn động cả thế giới, và không thể thấy một mặt trận khác không hạn hẹp, không kém phần cam go, nguy hiểm tột cùng của những chiến sĩ âm thầm đối phó để hỗ trợ cho cuộc chiến bình diện, đó là mặt trận điệp báo. Những người lính điệp báo là những chiến sĩ chỉ chiến đấu trong bóng tối để gìn giữ ánh sáng cho ngoài đời. Chiến tích vinh quang chỉ mình biết, thất bại hy sinh cũng chỉ mình chịu chớ chẳng ai hay. Và đôi lúc có những chiến sĩ cay đắng xót xa khi ngã xuống mang nhơ danh là địch mà không có lời nào đính chính. Nghề của họ là vậy, và nghiệp của họ là thế, và đã chấp nhận trước khi dấn thân. Nói tới điệp báo thì chúng ta thường nghe hay nghĩ tới chỉ có cơ quan trung ương tình báo đảm trách, chứ ít khi biết ngoài cơ quan này còn có nhiều đơn vị chuyên ngành, từ quân sự đến các cơ quan hành pháp, các lực lượng đều phải có để chu toàn phần nhiệm của mình. Với quân đội, đôi khi chúng ta nghe những gì thường được nhắc tới như phòng nhì, quân báo, an ninh quân đội, cùng ít khi như đơn vị 101 với thoáng qua vài đơn vị khác, chứ bao người biết đến một bộ phận có tai mắt nhìn ngoài hải ngoại với phòng sưu tầm tài liệu của Bộ Quốc phòng. Với hành pháp thì các đơn vị chuyên ngành của các hội đồng phủ, bộ đặc biệt này càng khó được nhắc tên, cũng trừ trung ương tình báo bởi đa số thường quan tâm. Do những cái đặc biệt hoặc có cái tối đặc biệt của riêng nó, nhưng nói chung, dù tất cả là gì, thì các chiến sĩ điệp báo vẫn là những người lính chiến đấu sau hậu trường, trong lắng đọng của bóng đêm. Thưa quý niên trưởng, chiến hữu cùng quý khán thính giả, chắc quý vị cảm thấy lạ vì chương trình Vui Buồn Đời Lính hôm nay đột nhiên đề cập đến một mặt trận khác với những cái đơn vị khác mà chủ đề chắc hẳn là về tình báo. Mà trên lĩnh vực này thì rất là thiên hình vạn trạng, khó suy nghĩ bởi một màn sương tưởng mờ nhưng dày đặc, tưởng thấy nhưng lại tối đen. Chúng tôi xin nói nhanh hầu quý vị chắc chắn sẽ dễ dàng xác định được vấn đề. Trước 30 tháng 4 năm 1975, ngày đất nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta bị hơn 2/3 thế giới bức tử, như đã trình bày trong mục Tâm Tình Chiến Hữu kỳ 11 của chương trình Với Binh Chủng Nhảy Dù,
đa số mọi người thỉnh thoảng nghe nhắc đến an ninh tình báo. Và hiếm người biết đến một đơn vị tình báo nữ, trừ một số cơ quan đơn vị chuyên ngành và có liên quan thì cũng chỉ biết danh xưng. Chứ không thể biết nhiều, nhưng chắc chắn rõ tất cả, những chiến sĩ của đơn vị này toàn là nữ, những người nữ anh thư của thời đại. Nhưng sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, biệt danh Thiên Nga lại nở rộ vì bọn Cộng sản giáo giết truy tầm. Tra vấn về đơn vị với bốn chữ biệt đội Thiên Nga khiến mọi người ngỡ ngàng trong thích thú khi biết quốc gia có những chiến sĩ tình báo nữ đang gieo rắc kinh hoàng cho bọn chúng. Những tin tức dần loang với tinh thần vững chãi, lòng gan dạ, các tay súng thiện xạ đã thanh toán một số cán bộ cao cấp của Việt Cộng nhanh, gọn mà không để lại bóng hình. Hoạt động hỗ trợ phối hợp với các lực lượng phục quốc kháng chiến nội biên đạt nhiều kết quả mà riêng nhiều đơn vị hoạt động nội thành khó bề thực hiện. Và rồi mọi người biết thêm là không phải bây giờ mà trước năm 1975, bọn chúng đã phải điên đầu khi muốn đối phó với biệt đội tình báo nữ này. Cũng trong tâm trạng của người miền Nam, nghe danh biết tiếng nhưng không thể hiểu nhiều về đặc vụ của biệt đội Thiên Nga, nên chúng tôi cũng như các anh chị em mong có dịp gặp người trong cuộc để tìm hiểu thêm, hầu giải tỏa phần nào thắc mắc trong lòng. Và hôm nay là dịp được tiếp xúc cùng trực diện tâm tình với cánh chim đầu đàn của biệt đội, đó là chị Nguyễn Thanh Thủy, biệt đội trưởng của biệt đội Thiên Nga. Yến Lan xin giới thiệu cùng quý niên trưởng Chiến Hữu và quý khán thính giả. Thân chào chị, và Yến Lan hân hạnh tiếp đón chị trong cái buổi tâm tình Chiến Hữu của chương trình Vui Buồn Đời Lính. Kỳ này thì em thân mời chị có đôi lời phát biểu với quý vị khán giả. Xin chào cô Yến Lan. Trong cái chương trình Vui Buồn Đời Lính, và hôm nay là có tôi lên đây để tâm sự với các bạn về vấn đề là hiện thời tôi là thiếu tá cảnh sát đặc biệt, kim là hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả, và xin được thưa về cái vấn đề là tôi sắp ra cái cuốn sách là Biệt đội Thiên Nga trong những ngày tới đây. Dạ thưa chị, thì chúng tôi xin vào đề ngay là chị có thể cho biết về cái lược sử và hình thành của biệt đội Thiên Nga và cái mục đích cùng cái cách tổ chức và cái thống thuộc của cái biệt đội Thiên Nga. Dạ, thưa, biệt đội Thiên Nga là ra đời là phải sau cái Tết Mậu Thân, dạ tháng 5 mà của năm 1968, là lúc đó Việt Cộng nó đánh vào cái nội thành Sài Gòn và các địa phương, cho nên nó là sau hai lần đó thì ở lực lượng cảnh sát quốc gia mới lập ra một cái tổ chức để tuyển mộ những người nữ để làm tình báo, để chống lại những cái âm mưu của Cộng sản. Và cái thành cái lực lượng mà của cảnh sát đó là đã thành lập cái biệt đội Thiên Nga qua cái sự văn thư của Bộ Nội vụ, và được thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 1968. Và cái biệt đội đó chỉ toàn là nữ không thôi. Và bắt đầu là tuyển mộ những người nữ cảnh sát đó để làm tình báo. Thì chỉ biết là đầu tiên là chúng tôi biết cái mục đích rõ ràng là chống Cộng sản bằng cái hạ tầng cơ sở của Cộng sản, qua những cái sưu tầm tin tức và xâm nhập vô các tổ chức cơ sở đó. Và thứ ba là phá vỡ những cái tổ chức đó. Đó là mục đích của cái biệt đội Thiên Nga. Dạ, thưa chị, ví dụ như là cái sự thống thuộc này thì chị có cho biết nó có thuộc về của cái bên lực lượng cảnh sát quốc gia không ạ? Cái lực lượng này á là nó độc lập, không có thống thuộc. Dạ, không có thống thuộc. Là khi
điều hành rồi từ trên xuống dưới á, là chúng tôi tự điều hành lấy hết. Và chỉ có tin tức thì phải báo cáo về để ở trung ương, là ở trên khối đó, thì người ta phổ biến cái tin tức đó ra để mà ngăn chặn. Dạ, xin lỗi chị hỏi câu này là vì nó đi vào cá nhân ở cuộc sống đời thường. Thì chị trước khi thì chị cho biết là cái nguyên do nào mà chị gia nhập vào cái ngành này? Dạ, thật ra thì lúc mà tôi là sinh viên đó, thì tôi học chính trị kinh doanh ở Đà Lạt. Nhưng mà tôi muốn chuyển trở về Sài Gòn. Cho nên đó là tôi về nghỉ để mà đi chữa cái bệnh thống phong đó. Thì trong lúc đó tôi có gặp một cái anh hàng xóm ở Mỹ Tho, gần nhà cha mẹ tôi. Thì tôi mới nói với ảnh là tôi muốn trở về Sài Gòn để cho cái nắng ấm Sài Gòn nó đỡ hơn ở trên Đà Lạt. Thì ảnh mới nói, ảnh có nơi nào làm việc thì chỉ tôi. Thì ảnh mới nói rằng là cảnh sát bắt đầu tuyển mộ biên tập viên cảnh sát. Cho nên ảnh lấy đơn, ảnh về, ảnh đưa cho tôi và tôi nộp đơn thi. Thì tôi đã đổ vô cái học viện cảnh sát. Nhưng mà lúc đó thì tôi phải thi qua bài viết, tôi thi về viết xong. Thì tôi bắt đầu phải thi gọi là nhân dạng với hỏi về cái đối đáp của người coi cái xử lý mà cái về từng cái việc của tôi thì coi có đạt được yêu cầu không. Cho nên tôi cũng qua cái lớp đó luôn, cái phần hỏi đó luôn. Thì mới vào trong học viện để học. Thì khi ra trường á, thì sau một năm học thì ra trường tất cả đều 18 cô biên tập viên đều phải về Bộ Tư lệnh hết, về khối đặc biệt đó. Là tại vì lúc đó là ông tổng giám đốc cảnh sát mà kiêm luôn là phủ đặc ủy trung ương tình báo là ông tướng Loan. Cho nên ông tướng muốn 18 cô biên tập viên về nhưng mà không có nhận thẩm sát viên. Đó là chúng tôi về đó. Đó là bắt đầu cuộc đời vô cái ngành cảnh sát đặc biệt. Xong rồi mới qua cái việc làm của Thiên Nga. Trong khi lúc đầu tôi về thì tôi học, tôi làm ở phòng nghiên cứu. Đó là bắt đầu từ phòng nghiên cứu đó thì có việc là nghiên cứu những hồ sơ cũ, đưa những hồ sơ cũ cho bắt đầu tôi đọc. Và ông chánh sở Hoặc Vũ lúc đó ổng mới hỏi tôi về những câu hỏi sau khi những tài liệu ổng đưa. Và ổng chỉ tôi nhìn cái kiểm soát chứng minh thư hàng tháng là cái giả với cái thật, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi, không cần thể qua máy. Đó là những cái việc mà thời gian chưa có làm cho Thiên Nga. Và tôi được đi học ở cái lớp trưởng phòng đặc biệt vào năm 1967 là ra trường, rồi năm sau là tôi đi học liền. Thưa chị, thì khi mà chị đã được tuyển chọn như vậy thì chị có cảm nghĩ thế nào? Và cái sau khi chị được vô rồi thì chị huấn luyện ra sao trong cái thời gian ấy? Trong cái thời gian mà tôi làm việc cho khối đặc biệt thì tôi có đi học cái lớp về trưởng phòng đặc biệt. Thì trong cái lớp đó thì có điều các cán bộ mà giảng dạy đó, tức là giảng sư đó, họ dạy thì có một điều là họ thấy tôi về cái mặt mà kế hoạch công tác và kế hoạch sơ khởi là thấy nổi bật nhất. Là tại vì là các ông thầy đó hay nói một câu là người này là chữ viết thì gà mái nhưng mà cái tư tưởng là đàn ông. Đó, thành ra là khi những bài tôi là đều được đọc lên để mà người ta rút kinh nghiệm. Đó, thành ra do đó thì cái phần cái năng khiếu của tôi nó khó phát hiện khi mà học lớp đó. Thưa chị, mà khi mà chị đã được tuyển chọn rồi thì cái lúc đó thì cái tâm trạng và cái cảm nghĩ như thế nào? Thật ra khi đã nghe tên. Dạ, khi học xong á là thật ra tôi cũng không biết cái lời phê bình của các giảng sư đó như thế nào. Nhưng mà sau khi tôi học xong thì bắt đầu có cái
biệt đội Thiên Nga ra đời. Thì tôi được về đó làm. Nhưng mà khi đó là tôi mang thai đứa con đầu lòng. Cho nên nó là tôi làm trong cái phần mà tổ chức và phát triển cái biệt đội. Thì lúc đó là biệt đội chia ra làm 4 ban. Là thứ nhất là ban hành chánh, thứ hai là ban tổ chức và phát triển, thứ ba là ban hoạt vụ, và thứ tư là cái ban về công tác đó. Đó thành ban huấn luyện, cái thứ tư là ban huấn luyện, còn ban hoạt vụ nó đi luôn với ban công tác. Đó, ban khi mà ở trong ban phát triển và tổ chức thì tôi lo là việc là tổ chức tất cả các Thiên Nga ở địa phương, đó, ở trung ương là độc lập, và các Thiên Nga ở địa phương phải tổ chức để cho làm việc chung với ở trong phòng đặc biệt ở địa phương. Và cái quyền mà gọi là điều hành đó, thì do ông phụ tá đặc biệt, nhưng mà tất cả các thành quả của Thiên Nga thì phải gửi về Thiên Nga trung ương để lập hồ sơ theo dõi. Rồi còn khi mà phát triển ở tại trung ương là do về lo về huấn luyện và tổ chức đó, thì có mở ra cái lớp ở tình báo, ở bên trường tình báo mà dành cho nữ không thôi. Tại trường đó nam thì học riêng, nữ học riêng đó, chứ không có học chung đó. Và khi mà học thì phải qua nhiều lớp. Thì lớp thứ nhất á, là về học tình báo căn bản. Thì trong tình báo căn bản đó có học những cái bài về tại sao mà phải tổ chức cái biệt đội Thiên Nga và mục đích của biệt đội Thiên Nga như thế nào. Thì lúc đó tôi là người giảng dạy về cái môn đó. Và tiếp theo khi mà đổ được cái lớp tình báo căn bản thì các cô Thiên Nga mới lên học tiếp cái lớp theo dõi. Và cái lớp theo dõi là 6 tuần, tại lớp căn bản là 4 tuần. Và sau khi đậu cái lớp theo dõi với cái lớp tình báo căn bản thì những người nào xuất sắc đó mới vô học cái lớp về cán bộ điều khiển 8 tuần nữa. Đó là cái chương trình học mà tổng quát về Thiên Nga là nhiều bao nhiêu đó. Kế tiếp thì sau khi mà chị tốt nghiệp rồi thì chị đã hoạt động trong cái công tác tình báo chưa? Dạ không, khi mà tôi tốt nghiệp thì tôi chỉ về khối đặc biệt thôi. Dạ. Thế trước khi vào cái lĩnh vực điệp báo ấy, thì chị có phải qua các cái trường lớp khóa chuyên môn không? Thì trong những cái trường hợp đó thì gồm những cái trường lớp nào và khóa nào? Dạ thật sự thì khi mà tôi được đưa về làm biệt đội trưởng thì các cấp trên ở đó, đó thì mới bắt đầu mà tìm hiểu về cái khả năng của tôi. Qua là thứ nhất là đưa những cái hồ sơ đã hết cái cứu xét rồi và họ có những lời phê trong đó thì họ đưa cho tôi nghiên cứu. Xong tôi phải làm những cái kế hoạch khác, nghĩa là theo tôi nghĩ là cái việc đó phải lập cái kế hoạch thế nào cho nó hiệu quả hơn. Thì khi tôi đưa lên để cho mấy ông đó thảo luận với tôi để tìm ra coi cái điều tôi nhận xét đúng hay là sai. Đó là một. Cái thứ hai là khi tôi dạy ở bên trường tình báo thì tôi phải học rất là nhiều về cái nghiên cứu về cái việc làm qua những cái phim ảnh mà của tài liệu của Mỹ ở trong cái thư viện đó. Thì gồm có những cái như hộp thơ sống, hộp thơ chết, theo dõi và làm một cái kế hoạch như thế nào. Thì phải coi qua những cái phim đó, mà nhất là những cái phim là theo dõi gián điệp Nga. Đó là những nhà bác học Nga, Mỹ theo dõi. Cho nên nó là tôi được học thấy xong thì không phải học nhìn thấy rồi về thôi đi, không có. Nó là khóa chuyên môn đó. Dạ, là tôi phải ngồi mà viết lại những gì tôi hiểu đó.
Thế với cái biệt đội Thiên Ga như vậy thì chị làm việc bắt đầu từ cái lúc nào và đến khi mà chị nắm giữ chắc chạy cái trọng trách là biệt đội trưởng, là chim đầu đàn của điều hành biệt đội, thì và cái thời gian nào này? Thời gian năm 69 là tôi đã làm biệt đội trưởng rồi. Trước đó là có một chị là vừa 68 là thành lập cái biệt đội, thì chị cũng là khóa 1 thì chị làm, nhưng mà có vài tháng thì có bà Nguyễn Thị Minh Chánh, tức là thơ ký Hành Chánh lâu năm rồi, là làm tiếp. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thì chị cũng nghĩ là không để chị làm nữa. Thì lúc đó mới tôi được cử lên làm biệt đội trưởng đó. Thì tôi nghĩ là tại vì sau này tôi mới biết tại sao mà được cử, là tại vì khi sau này tôi làm biệt đội trưởng, tôi mới có dịp qua bên cái phòng văn thư, tôi coi những cái hồ sơ mà của khóa sinh học xong đó, là về là có những lời phê của các giảng sư và nhận xét của tất cả người ở trong cái hội đồng thi đó. Thì tôi thấy là mấy ông đó mới phê rằng tôi có năng khiếu về vấn đề thành lập kế hoạch, đó là một. Cái thứ hai là có đủ cái tư cách để làm biệt đội trưởng đó, nghĩa là làm trưởng đoàn đó, nghĩa là giữ được cái chức trưởng. Thì tôi thấy có lẽ là ở trên nhìn thấy cái kết quả học đó cho nên mới đề cử tôi lên làm đội trưởng. Như vậy là cái tổ chức của biệt đội Thiên Nga là chỉ có ở trung ương hay là ở các cái địa phương như tỉnh quận cũng có? Dạ, tổ chức của Thiên Nga đó là nó có từ trung ương đi xuống tới ở bên nhà cảnh sát quốc gia Đô Thành, luôn cả 10 quận và 11 quận và đi xuống tất cả là các tỉnh từ Cà Mau tới Bến Hải, khắp mọi nơi. Như vậy thì cái đơn vị mà cái cách tuyển dụng và huấn luyện nhân sự để trở thành Thiên Nga như thế nào của chị? Và tất cả là vấn đề tuyển dụng những cô đó buổi đầu rất là khó khăn, là tại vì là kiếm người đã khó mà rồi về còn phải lo mà cho họ thủ huấn chuyên môn nữa. Cho nên là chúng tôi tuyển là đủ tầng lớp ở trong, thứ nhất là những cái người mà đã từng làm cảnh sát, là những quả phụ rồi thì chúng tôi nhận vô với điều kiện dễ dàng hơn, là họ không có cần tới bằng đệ nhất cấp trở lên. Còn tất cả những cái người mà muốn làm cho chúng tôi thì phải là ít nhất là phải có trung học đệ nhất cấp. Còn cái thành phần mà chúng tôi tuyển lựa sau này là phải có từ tú tài 1 với tú tài 2 hoặc là sinh viên đại học, tùy theo nhu cầu mới. Và sau khi mà đã tuyển mộ họ vô rồi thì bắt đầu phải đưa cho họ học mấy cái lớp hồi nãy tôi vừa kể, là tình báo căn bản, cũng như là theo dõi, cũng như là cán bộ điều khiển. Và tất cả các nơi mà ai tuyển, các ty địa phương đó, khi tuyển Thiên Nga xong là phải gửi về trung ương học. Đó là các khóa đó, các cô đó phải về học. Mà tôi thấy đại đa số thì chỉ học được tới cái lớp theo dõi thôi, còn lên tới khả năng mà cán bộ điều khiển đó, thì họ không có đủ sức để học. Cho nên cái phần đó phải lựa những người điểm rất là cao và những người mà có cái năng khiếu, với qua những lời nhận xét của các giảng sư đó, thì mới chọn lại. Mỗi một kỳ như vậy là chừng vài cô, rồi sau đó mới dồn những cô đó vô một lớp cán bộ điều khiển để học. Còn riêng ở Thiên Nga Trung ương thì tất cả những cán bộ điều khiển ở Trung ương là đều là tốt nghiệp khóa 1 ra, là mấy cô đó là hầu hết sau này là đại quý hết. Thưa chị, những cái Thiên Nga trong bóng, hoạt động trong bóng đêm như vậy thì có phải là xuất thân mọi người đều là nữ ở trong các cái, ở cái lực lượng cảnh sát quốc gia không?
hay là có thể lấy cả ở phía ngoài vô, tuyển dụng ở phía ngoài vô? Thật ra cái lúc đầu đó là chúng tôi phải lấy người ở trong cảnh sát, là tại vì cái tuyển mộ phải về thử coi là mấy cô đó làm việc như thế nào. Nhưng mà khi cái chương trình được mở rộng, nghĩa là đã móc nối và xâm nhập được nhiều rồi, thì là chúng tôi tuyển những người ở ngoài, tuyển rộng rãi ra. Dạ, tuyển rộng rãi ra. Thì ở ngoài đó thì chúng tôi cần những cái sinh viên học sinh, thành ra chúng tôi tuyển mộ thẳng ở trong các trường đại học, là coi những cô nào thích làm thì mời các cô đó làm, và tuyển luôn cả tầng lớp, từ những cái người mà buôn bán nhỏ, buôn bán lớn, và cho tới những cái người mà gọi là mình không có nghĩ, có người chắc không nghĩ ra, là cả những cái hồi chánh viên nữ cũng lẫn vô những cái nữ căn phạm mà người ta chịu hợp tác với mình thì tuyển hết. Thì những người đó sẽ có chương trình học riêng, mà đa số là chúng tôi, là nhất là biệt đội trưởng, là phải gặp những người đó và tùy theo khả năng mà hướng dẫn riêng ra cái công tác để họ làm. Thưa chị, bây giờ chị có thể tổng tắt điển hình các cái công tác cụ thể mà biệt đội đã thành quả mỹ mãn bởi các cái thiên Nga? Đầu tiên là chúng tôi tuyển được cái bà gọi là nữ huyện Vĩ Chiên đó. Nó thì bà hợp tác, thì bà hợp tác đó, thì là bà đem lại cũng nhiều kết quả tốt, là những cái tin tức mà những buổi họp của huyện ủy, hoặc là những cái tin tức mà về dời chuyển những cuộc hành quân, hoặc là phát triển tuyển mộ mà tân binh ở trong cộng sản đó, thì tỷ cho biết, và những người đó đang dồn về cái hướng thủ đô như thế nào, bao vây thủ đô như thế nào đó, để cho nhờ như vậy thì bên mình mới ra cái chương trình mà về vấn đề chiêu hồi đó. Đó thì chỉ cho biết những cái điều đó thì cái kết quả cũng tốt, với chỉ có đem những cái trường đơn trong đó về thì chúng tôi cũng có sắp xếp để mà đem nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ rải một phần nhỏ thôi để tượng trưng, để cho ở bên đó biết rằng là chỉ có hành động đó, để hai bên cùng ở bên kia cũng biết là chỉ có rải trường đơn, và bên này cũng biết được những tin tức và thâu những cái trường đơn còn lại đó, một số nhiều đó là để giữ lại. Và cái biệt đội này thì theo chị là biệt đội trưởng, thì tất nhiên là tất cả các cái biệt đội thiên Nga, những cái cánh chim mà hoạt động trong ban đêm là những là thành công mỹ mãn trong nhiều cái lĩnh vực, thì chị có thể nói rõ thêm có chị em nào trong cái biệt đội của chị có những cái thành quả mỹ mãn trong cái vấn đề mà cùng chị để mà góp sức cho quốc gia? Tại vì tôi thấy là mấy chị em đó đi nhiều mặt, nghĩa là ngã rẽ vô là làm những cái hoạt động về hội đoàn ở Sài Gòn. Thì trong cái hội đoàn đó là tất cả chị em đó là thành công ở cái điểm mà lúc đó biểu tình là cái nhóm mà của bà Ngô Bá Thành đó, là biểu tình để chống chính quyền mình thật là nhiều, cho nên các chị em đó phải có những người phải học làm báo để trở thành những ký giả để đi sát với bà Ngô Bá Thành để lấy tin. Và những người đó có những người là xâm nhập theo bà Bôn Quỳnh là lo về vấn đề xã hội, dưới mặt là họ nói là họ đi hoạt động xã hội, là họ giúp người nghèo, nhưng mà thật ra những cái buổi đi đó là họ tiếp xúc với giao liên, hoặc là những cái cơ sở của cộng sản nằm ở tại những cái khu xóm lao động nghèo đó, thành ra những cái tình báo viên đó biết là họ về họ báo cáo lại, rồi mình theo dõi để mà cho những cái thành phần khác, những cái cơ quan khác mà phụ trách về vấn đề theo dõi những cái đối tượng đó, và họ bắt hoặc là họ tìm thêm nữa.
À, còn mấy chị em bên đây là chỉ theo có một mục đích rõ ràng là theo dõi hoặc là xâm nhập, là chỉ cốt để lấy tin tức chính xác để báo về cho ở trong khối. Rồi còn về sinh viên học sinh thì cái đó là thành quả rất là rộng, là tại vì hồi những năm tháng đầu đó là cái vấn đề sinh viên học sinh đó, không có, nó rối loạn hoài, nó cài cộng sản vô. Nhưng mà sau một thời gian là chúng tôi đã cho những cái cô sinh viên chánh thức đó là làm việc với chúng tôi, là gọi là nhân viên ngoại vi. Thì các cô đó cho những cái tin tức, và các cô đó theo trong những cái nhóm của ban chấp hành của sinh viên từng phân khoa. Cho nên đó là sau này cái vấn đề sinh viên học sinh ở các phân khoa rất là yên ổn, là không có bị tụi cộng sản xen vô mà quấy rầy nhiều nữa. Và cái phần mà về Phật giáo thì đương nhiên là chúng tôi có ở trong Phật giáo Ứng Quang, cũng như là Ni sư Quỳnh Liên ở trong Ni giới Khất Sĩ, và cũng như là cái ở những cái mà hoạt động như là mà gọi là những cái qua cũng ở trong cái nhóm Ấn Quang, nhưng mà nó chia ra thì các chị em đó là theo sát để biết những cái người ở trong Phật giáo đó sẽ tổ chức mà biểu tình. Thì nhân viên của chúng tôi á là họ đi vô trong đó thì họ phải đi họp vào ban đêm, mà ban đêm khi mà ngày mai này biểu tình thì có thể là tới giới nghiêm đó, thì họ mới ra, hoặc là trước giới nghiêm một chút. Cho nên á, lúc nào chúng tôi cũng có những địa điểm mà nói theo khi mà cái người đi họp đó ra xong là về cái địa điểm đó, hoặc là chúng tôi phải canh ở ngay cái địa điểm mà mấy chị đó họp đó, thì chúng tôi biết những cái địa điểm đó từ đường Bùi Võ Tánh, đường Bùi Thị Xuân rồi, thì có người theo dõi ở ngoài để mà khi cái tình báo viên đó vừa ra là chúng tôi đi theo liền, và có điểm hẹn sẵn rồi đó, là chúng tôi tới cái điểm hẹn đó để lấy liền những cái tin cần thiết, là ngày mai này mấy giờ sẽ xuất phát biểu tình ở chỗ nào, và những người mà làm bơm xăng và những người làm những cái truyền đơn để rải như thế nào, thì chúng tôi có thể biết hết để mà sau khi lấy tin xong là một là đến những cái kiosk mà chúng tôi có điện thoại sẵn đó, là nhất là tôi là khi nhận được tin như vậy thì cái những cái chìa khóa của những cái kiosk mà chúng tôi để liên lạc đó thì tôi đều có chìa khóa, cho nên một là gọi liền báo tin về Trung ương, nghĩa là vô cái Bộ Tư lệnh liền ở ngay khối đặc biệt, những cái người mà cái phần trực của họ, và mò hai là nếu gần thì chúng tôi sẽ chạy vô trong đó mà chúng tôi báo cáo liền để cho nó ngày mai xuất phát, nó kết quả, nó là kết quả là cảnh sát có thể là chặn đứng được những cái việc đó trước cái khi mà họ biểu tình, và đó là những cái mà chúng tôi phải làm. Thưa chị, ví dụ Thiên Nga ấy, thì giải rộng khắp ở mọi nơi. Thế mà nếu mà đội trưởng mà có một cái tin tức gì cần thiết mà muốn một Thiên Nga nào làm cái việc đó, thì chị liên lạc bằng cách nào với cái Thiên Nga đó để người đó có nhận cái trách nhiệm đó, bằng cách nào với cái tin khẩn cấp? Những cái tin khẩn cấp đó thì hồi xưa đó là không có phương tiện, nhất là không có cell phone như bây giờ. Cho nên khi liên lạc cũng khó. Ở chỗ là
chúng tôi phải có địa chỉ tất cả những cái chị em hoạt động đó. Và khi mà cái tin cấp bách cần chị nào đi cái công tác nào đó, thì cái người tài xế là rất là quan trọng. Là cái người tài xế đó sẽ đem cái lệnh của tôi đi thông báo chỉ thị và đem đó là về, nói là tôi sẽ gặp trong bao nhiêu phút đồng hồ nữa đó, ở tại đâu để mà tôi tới tôi chuyển cái tin đó cho chị phải đi liền. Dạ thưa chị, thì sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì miền Nam bị cưỡng chiếm, thì chúng tôi nghe nói những cái cánh chim thiên Nga vẫn còn và đã và đang hoạt động trong lòng địch, thì chị nghĩ sao và lý do nào tung tích của họ không bị lộ? Dạ vì tất cả chúng tôi làm đó là chúng tôi cho họ xâm nhập vô đó. Thì thường khi xâm nhập, những cái mà chúng tôi thấy có thể dùng cái lý lịch của mình chánh thức đó thì cho họ vô. Còn có những nơi chúng tôi phải làm những cái lý lịch khác để cho mấy cô đó làm việc ở trong đó. Thì tôi biết rằng á, là khi 30 tháng 4 75 thì hầu hết là chúng tôi chia tay không có lời từ giã hết á. Nhưng mà những cái cô mà đã nằm ở trong đó thì tôi còn được vài ngày trước khi mà vào tù, thì tôi có nói với mấy cô đó cứ bình yên mà làm việc đó. Cho nên đó là tôi chỉ nói vậy thôi, chứ lúc đó là tôi đã hủy tất cả hồ sơ rồi, nhưng mà tôi không dám nói là đã hủy. Tôi chỉ nói vậy cứ bình yên. Vì khi mà các cô đó làm việc thì tôi đã nói một điều là các cô mang cái tên khác hoặc là cái lý lịch khác khi mà đã đi làm việc. Cho nên khi tôi nói vậy cứ yên tâm mà làm việc thôi. Đó, cho nên đó là tôi sẽ nghĩ là phải có một thời gian. Và tôi đã biết rằng một số các xô, các cô đó đã về hưu rồi. Rồi còn một số thì là đã tốt nghiệp những cái đại học rồi. Đó, cho nên đó là tôi muốn là có một cái cơ hội để mà nói rõ về vấn đề cho các cô đó biết là tôi còn sống. Chứ có một tin, những cái tin mà Cộng sản tung ra là nói tôi đã chết rồi sau khi mà cái chân tôi không có đi được ở trong tù. Thật ra thì những cái cô mà còn làm việc lại ở bên Việt Nam sau 75 là vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là cái lý lịch của họ đã không có còn và nằm ở trong cái ngành đặc biệt nữa, là do là tôi đã hủy tất cả những cái hồ sơ của những người mà làm việc với tôi. Đó là kể cả những người cộng tác hay là những cái người mà mật báo viên, tình báo viên, cũng như là những nhân viên ngoại vi, bất cứ những người nào mà đã hợp tác với tôi thì tôi đã hủy hết, trừ những cái thành phần mà làm việc chính thức, giống như là chúng tôi là phải tốt nghiệp trường lớp sĩ quan. Thì những cái người đó, những chị em đó thì hồ sơ nó còn nằm ở nơi những cái trường, cũng như là ở nơi cái khối nhân viên còn hồ sơ hết. Cho nên nó là phải đi học tập cải tạo, tức là ở tù đó. Chứ còn mấy chị kia thì coi như là hồ sơ họ không có nữa. Thưa chị, bây giờ nói về hải ngoại thì những cái thiên Nga lưu vong thì bây giờ có được thường xuyên mà liên lạc với nhau không? Chị em có liên lạc không? Và trong cái thời gian tới thì có những cái dự tính gì trong tương lai? Thật ra thì mấy chị em thiên Nga qua bên đây được đó, thì một số đã phải ở tù nhiều năm rồi, ít nhất là 3 năm thì mới đi cái diện HO qua. Còn một số các chị em thì vượt biên qua
hoặc là đi với tính cách là theo chồng, hoặc là đi với tính cách là diện con lai. Nhưng mà nó có một điều là chúng tôi cũng có thăm hỏi với nhau, nhưng mà không có dịp để mà gặp gỡ nhau. Đây cũng là lần đầu là chúng tôi gặp trở lại với những chị em mà đích thực là Thiên Nga. Đó là lần đầu, và chúng tôi cũng mong rằng 1-2 năm sau nếu có dịp thì gặp lại. Nhưng mà đại đa số là sức khỏe mấy chị em đã kém nhiều quá rồi. Dạ, tuổi cao lớn. Dạ, tuổi cao đó. Dạ. Rồi đã vậy mà không có ở xa nữa, không có đi về một cách dễ dàng được. Như là mấy chị đó ở một những cái vùng mà miền Bắc Cali, hay là còn có thể đi xe nhưng mà bây giờ cũng không đi được, là tại vì á là chân với yếu, với cái tim yếu. Rồi còn mấy chị mà ở xa đó, là ở bên vùng mà thuộc miền Bắc nước Mỹ, thì mấy chị đó sẽ đi về bằng máy bay. Nhưng mà tôi hy vọng là kỳ này cũng gặp được 3-4 chị về được. Nên là hội ngộ đây. Dạ. Dạ, chị hội ngộ lại. Thưa chị, thì với cái 4 cái chữ là biệt đội Thiên Nga thì từ lâu đã khiến nhiều người từ quân đến dân có nhiều cái tìm hiểu, nên một cuốn sách nói về biệt đội cũng là cần thiết để giải tỏa phần nào cái thắc mắc của mọi người, cũng như là cái quyển sách chị nói và chị sắp sửa cho ra mắt sách sẽ lúc nào phát hành và địa điểm cùng cái thời gian ra mắt sách và cái những cái lý do mà chị cần phải ra cuốn sách của biệt đội Thiên Nga. Dạ, cái phần mà cái biệt đội Thiên Nga này thì á là tôi muốn nói là viết lại, là cái ghi lại về cái việc này, cái lúc mà 2008 tới 2009 là tôi đã hoàn thành cái bản thảo rồi. Nhưng mà tôi phải suy nghĩ rất là lâu, là tại vì á là lúc đó cái sức khỏe với người tôi còn tuổi còn thấp, cho nên có thể là còn nhiều tỉnh táo để viết lại. Nhưng mà tôi không muốn ra liền lúc đó, là tại vì thấy các chị em bên Việt Nam còn làm việc, chưa về hưu, và cũng như là những cái người sinh viên còn đang học cao học rồi này kia. Cho nên tôi muốn là đợi thêm một thời gian nữa cho các chị em đó được hoàn tất cái chương trình của họ. Còn ở bên này thì trong cái thời gian đó tôi sẽ tìm cách tôi liên lạc với những cô Thiên Nga đã qua được bên Mỹ rồi. Đó thì trong những năm tôi đã liên lạc được, và nhân dịp này thì tôi chỉ muốn một điều là những cái cô đó là những cái người đã làm việc trong bóng tối và không bao giờ được mà nhận cái vòng hoa chiến thắng, như là những cái chiến sĩ ở bên quân đội là chiến thắng là được về tròn vòng hoa. Cho nên nó là còn mấy cô này là chỉ chia sẻ với nhau trong cái biệt đội thôi, âm thầm mà hưởng với nhau những cái hạnh phúc khi mà hoàn thành được công tác. Thì trong cái thời gian đó thì các cô nhiều lắm, là thí dụ hoàn thành được công tác thì được thăng thưởng thêm lên một cấp bậc, chứ không có được loan những cái gì mà rộng rãi như là bên quân đội. Cho nên á là tôi muốn rằng lần này là lần vinh danh các chị em Thiên Nga, để cho những người ở hải ngoại cũng như trong nước là biết là mấy chị em đó còn sống và đã hiện thời là được vinh danh đó. Và chúng tôi, ước nguyện của tôi khi mà ra cuốn sách này là muốn cho thế hệ mai sau là biết được việc làm
của những người nữ cảnh sát trình báo của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là có làm việc hẳn hoi và có trình độ hẳn hoi, chứ không như là cái bên chiến thắng là Việt Cộng đã nói đối cái biệt đội Thiên Nga thì họ dùng những cái từ mà không, họ sợ cái biệt đội nhưng mà họ không dám nhìn nhận cái thành công của biệt đội, mà họ chỉ đem ra để mà nói xấu và mạ lị cái những người phụ nữ mà phục vụ trong cái nghề tình báo của cảnh sát. Đó là tôi muốn cho những cái thế hệ mai sau biết rõ rằng những người phụ nữ cảnh sát có làm những việc mà không bao giờ mà người dân thường nghĩ rằng đã làm được đó. Mà ở đây á, là lần này là mấy cô đó và quyển sách này sẽ nói lên là người thật và việc thật, và mấy cô đó sẽ có mặt. Và nếu các bạn ở trên toàn thế giới cần muốn biết và cần muốn trực tiếp hỏi người nào thì cứ gửi những cái email hay là những cái thơ qua cái Bigbox đó, thì chúng tôi sẽ đưa cho những cái cô đó sẽ trả lời trực tiếp, hoặc là tôi có thể trả lời trực tiếp những gì mà tôi biết được. Còn cái nào mà tôi chưa biết thì tôi đưa các cô đó trả lời để biết chắc chắn rằng ở đây là một sự thật đó. Mà tôi là vì cẩn thận vấn đề an ninh cho mấy cô, cho nên nó là có những người tôi phải nói, được nói tên thật là với sự đồng ý của người ta. Và có những người chúng tôi phải dùng những ám danh hay bí danh để nói. Và có những người dặn tôi là đừng nên nói tên tới họ nữa, đó là chỉ biết nói về công tác thôi. Đó là tôi xin thưa rõ ràng như vậy để các bạn và các quý khán giả là hiểu. Và tôi chỉ ước mong là một ngày nào đó là những cái cô Thiên Nga còn sống sót trên cả Việt Nam cũng như là lẫn ở hải ngoại là liên lạc với tôi để có những cái mà chia sẻ với nhau. Là tôi không dám nói là chia sẻ như thế nào để chỉ có chị em chúng tôi hiểu nhau. Và tôi mong rằng là tôi được những cái gì do cái chương trình Du Buồn Đời Lính này giúp tôi trong cái thời gian sắp tới là được những ước nguyện đó. Thưa chị, thì cái quyển sách chị nói sẽ ra lúc nào thì phát hành và địa điểm cũng như là cái thời gian ra mắt? Quyển sách sẽ được ra vào lúc vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 này, vào lúc 2 giờ ở tại Thư viện Việt Nam, là số 100 ở đây có. Dạ, số 10872 Westminster Avenue, Suite 214-215, thành phố Garden Grove, Cali 92843. Dạ. Còn sau đó thì cuốn sách đó là được bán theo cái chi phiếu mà gửi về là Bigo Box 5201 Anaheim, Cali 92 814. Thưa quý niên trưởng Chiến Hữu cùng quý khán thính giả, tác giả Nguyễn Thanh Thủy đã ra cuốn sách Biệt đội Thiên Nga. Đây là mẫu bìa của cuốn sách Biệt đội Thiên Nga mà thứ Bảy tuần này thì sẽ ra mắt sách.
Và đây là tác giả Nguyễn Thanh Thủy là ở bìa sau, thì để kính trình cùng quý vị. Và tôi xin được mạn phép với tác giả, tôi xin đọc lại cái thư mời để cho tất cả đồng quý niên trưởng chiến hữu cùng quý khán thính giả biết được cái ngày mà ra mắt sách của Biệt đội Thiên Nga. Thư mời trân trọng kính mời tham dự ra mắt sách Biệt đội Thiên Nga của tác giả Nguyễn Thanh Thủy, biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga, sẽ được tổ chức ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 năm 2018, địa điểm Thư viện Việt Nam, địa chỉ 10872 Westminster Avenue number 214215, Garden Grove, Cali 92843. Giờ là từ 2 giờ PM đến 5 giờ PM. Rất hân hạnh được đón tiếp quý độc giả. Cái thứ hai là quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới, nếu muốn mua sách Biệt đội Thiên Nga thì xin liên lạc tác giả Nguyễn Thanh Thủy, điện thoại là 714-837-5998 hoặc email thanhthuybietdoithiennga@gmail.com hoặc thư từ thì gửi về cho David Lê ở PO Box 5201 Anaheim, Cali 92814. Giá biểu US là 25 Mỹ Kim một cuốn. Cước phí thì tùy nội địa hay ngoại quốc xa gần. Thì chúng tôi xin mời quý vị đón đọc mua sách Biệt đội Thiên Nga thì xin liên lạc trực tiếp cho chị Nguyễn Thanh Thủy, cũng là một cái quyển sách để chúng ta hiểu rõ về những cái cánh chim Thiên Nga mà hoạt động trong bóng tối một thời gian lừng lẫy, ở làm cho bên Cộng sản nó phải khiếp sợ, khiếp vía. Với những cái biệt đội này thì chúng ta nên có một cái cuốn sách để chúng ta tìm hiểu về cái điệp báo nữ này, để chúng ta hiểu rõ thêm về họ hoạt động ra sao. Thì xin kính mời quý niên trưởng chiến hữu và quý khán giả ở toàn thế giới để sẽ muốn mua sách thì gửi về Biệt đội Thiên Nga là tác giả Nguyễn Thanh Thủy. Xin kính mời. Thì bây giờ thì chị thì cho biết là cảm ơn chị đã trình bày. Và chúng tôi cũng biết là chị trong thời gian này rất là bận, nhất là đang đảm nhiệm cái trách vụ hội trưởng hội ADHO để cứu trợ thương phế binh và quả phụ. Thì trước khi mà tạm dừng buổi tâm tình hôm nay thì chị có những cái lời gì nhắn với các Thiên Nga từ hải ngoại mà đến quốc nội không, thì xin mời chị ạ. Dạ, tôi xin là nhắn lại với các Thiên Nga ở hải ngoại cũng như là ở trong nước, là bây giờ là muốn chị em chúng tôi ở trên hải ngoại muốn là gặp lại, nghĩa là liên lạc lại được với các cô Thiên Nga ở nhất là ở bên Việt Nam và các cô Thiên Nga ở trên toàn thế giới đang lưu lạc ở bên đó, và muốn có được sự liên kết lại với nhau để nghĩ về cái thế hệ mai sau. Đó là những cái gì mà tôi và những cái chị em Thiên Nga mà có liên hệ lại với nhau là ước mong là được, nhất là càng sớm càng tốt, là gặp lại nhau để mà biết là cái những con em mình tiếp nối đó là bây giờ có được thành công hay không, để mà chúng ta cùng chia sẻ. Đó là ước ao mà chúng tôi muốn. Cái thứ hai là chúng tôi muốn những cái sách mà in ra về Thiên Nga này được vào ở trong Thư viện Việt Nam, và tôi sẽ cho dịch ra được hai thứ tiếng, là tiếng Pháp và tiếng Anh, để chuyển đi cùng khắp nơi trên thế giới để mà được đọc những cái thành quả mà nó là một sự thật và việc thật, để cho các nước người ta biết những cái việc làm đã qua của các của biệt đội Thiên Nga, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là tôi xin. Thế chị có muốn tâm tình gì với những Thiên Nga ở quốc nội không ạ? Tôi cũng xin cảm ơn những Thiên Nga ở trong quốc nội. Xa cách bao nhiêu năm rồi, 40 mấy năm. Thế mà
qua những cái tin học văn tiến bây giờ mà các cô đó đã tìm ra được, mà có gửi thơ thăm hỏi tôi. Khi mà tôi đọc đó là tôi xúc động vô cùng, và tôi cũng có liên lạc lại, nhưng mà cái số đó rất là ít. Là tôi rất mong là những chị em nào biết được là tôi còn sống, và qua những cái tin tức mới đây trong cái ngày ra mắt sách này, là biết rõ ràng là các chị em Thiên Nga vẫn khỏe mạnh ở bên này, và rất là muốn liên lạc. Và là các chị em có email, có điệu bóc thì có thể liên lạc với chúng tôi để mà cùng chia sẻ. Không phải là một vấn đề mà nhiều vấn đề, từ gia đình, sức khỏe cho đến tương lai, là tôi xin hết. Thưa chị, sở dĩ nói là tạm dừng là vì chúng tôi là hy vọng có cái dịp tái ngộ cùng chị. Bởi vì cái chương trình này, một tâm tình chiến hữu thì mong rằng sẽ có lần được diện kiến với một lực lượng không nhỏ trong quân đực, mà công tác cũng rất đa dạng, nhắc chắc hẳn nhiều người chưa được biết đến, nhưng với chúng tôi thì khá quan tâm. Đó là lực lượng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà biệt đội Thiên Nga, như chị cho biết, cũng là thống thuộc. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tâm tình một cách cặn kẽ hơn. Giờ thì xin mời chị có đôi lời cuối với quý khán thính giả. Tôi xin cảm ơn là chương trình Vui Buồn Đời Lính cho tôi được nhiều phút để nói chuyện với các bạn trên toàn thế giới, và được bày tỏ cái tâm sự mà từ lâu nó chất chứa trong lòng tôi. Là không ai nhắc đến được Thiên Nga bằng tôi là nhân chứng sống, cũng như là các chị em sẽ gặp tôi trong ngày ra mắt sách. Đó là những người đã từng làm việc và là nhân chứng sống ở trong cái biệt đội Thiên Nga. Thì tôi mong rằng là các khán thính giả là ủng hộ cho cái quyển sách, và cái quyển sách sẽ được in ra 2 thứ tiếng nữa để mà đi toàn thế giới. Và mong rằng đó là cái điều mà tôi muốn vinh danh các nữ Thiên Nga của tôi đã từng hy sinh cả một đời thanh xuân để mà làm việc cho cái lý tưởng tự do do chế độ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, để mà giữ gìn đất nước, quê hương. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng yêu mến các cô. Và tôi muốn chia sẻ là những hương hồn các Thiên Nga mà đã ra đi thì nhớ là lúc nào cũng nhớ mà ủng hộ và cho chúng tôi khi chúng tôi cầu nguyện đến các chị đó. Và tôi xin được hết. Kính thưa chị, thì chương trình Vui Buồn Đời Lính rất hân hạnh hôm nay được đón tiếp chị, và cũng xin Yến Lan xin cảm ơn chị đã bớt chút thời gian tới đây để nói lên tâm tình về cái biệt đội Thiên Nga, những cái công tác và những cái việc làm của biệt đội Thiên Nga cho tất cả quý khán giả được biết và hiểu rõ thêm. Thì Yến Lan xin chúc chị có một cái sức khỏe luôn luôn để mà làm cái công tác phục vụ cho anh em thương phế binh và quả phụ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì mong chị lúc nào cũng có một cái sức khỏe dồi dào, và xin chào tạm biệt chị. Kính thưa quý niên trưởng chiến hữu cùng quý khán thính giả, tâm tình chiến hữu hôm nay tới đây là tạm dừng. Yến Lan xin được tạm biệt quý niên trưởng chiến hữu cùng quý khán thính giả, và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Yến Lan xin kính chào tạm biệt. Trong khói lửa mùa chinh
biệt ly, không ngại ngùng đi trong anh.